Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh suy yếu và lệch đông chi phối thời tiết Bắc Bộ, tác động chủ yếu là tại khu vực phía đông, khiến về đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 18 đến 21 độ. Còn ban ngày, mây sẽ mỏng dần, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng 23 đến 26 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ có thể tăng lên 29-30 độ. Sau đó từ khoảng chiều tối đêm 6 tháng 3, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh kết hợp với quá trình hội tụ gió ở mực 5.000m, nên mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại ở hầu khắp khu vực. Trong mưa dông cần đề phòng gió giật mạnh, nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm dần, trời có khả năng chuyển rét từ khoảng chiều tối 7 tháng 3. Tại khu vực Trung Bộ, 2 ngày tới trời phổ biến tạnh ráo ít mưa. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 25 đến 28 độ. Còn với khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời còn nắng nhiều hơn vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Sau đó từ khoảng chiều tối đêm 6 tháng 3, cũng do tác động của không khí lạnh nên mưa sẽ xuất hiện ở Bắc và Trung Trung Bộ. Trong mưa dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất tại khu vực này cũng sẽ có xu hướng giảm từ 1 đến 2 độ. Lui xuống phía Nam, ngày mai 5 tháng 3 do sự lấn vào của áp cao cận nhiệt đới gây ra gió đông nam ẩm nên khu vực này có thể xuất hiện mưa rào trái mùa tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ vào thời điểm chiều tối. Còn ban ngày trời có nắng nhiều, nhiệt độ trưa chiều ở cả hai khu vực ở mức cao. Riêng miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Phước nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 34 độ. Trên biển sang ngày 7 tháng 3 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6. Từ chiều tối đêm 7 sang 8 tháng 3, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, gió cũng mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, gây biển động trở lại. Bản tin thời tiết cuối ngày 4 tháng 3 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.